Hoa Kỳ muốn xử tử hình kẻ bắt cóc một học giả người Trung Quốc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu 19 tháng 1 cho biết họ đang muốn tuyên bản án tử hình đối với một người đàn ông, cư dân tiểu bang Illinois, sau khi người này bị truy tố tội danh bắt cóc một học giả người Trung Quốc. Nghi phạm Brian Christensen đã bị giới chức trách bắt giữ do có liên quan tới vụ bắt cóc cô Diên Diên Trang, người từng tới trường đại học Illinois để tham gia vào một cuộc nghiên cứu vào tháng 6 năm 2017. Vụ việc đã cướp đi sinh mạng của nữ học giả nêu trên. Lần cuối cùng Trang được nhìn thấy là vào ngày 9 tháng 6, khi đang ngồi chờ xe bus, sau đó bước lên chiếc xe màu đen của Brian Christensen. Ngoài tội bắt cóc và giết người, đương sự còn phải đối mặt với tội khai man.